quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 10 lần về thăm làm việc với cán bộ và nhân dân Hưng Yên. Trong đó, người đặc biệt quan tâm đến công tác làm thủy lợi. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Hưng Yên nỗ lực thi đua làm thủy lợi và nhiều lần được Bác Hồ gửi thư khen, tặng cờ thi đua làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Và trong phong trào sôi nổi ấy đã xuất hiện hai nữ kiện tướng thủy lợi anh hùng lao động. Những người đã dành cả thanh xuân với sức trẻ bẻ cấy rừng châu để xây dựng quê hương, đất nước. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hai nhân vật đặc biệt này. Người đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến là anh hùng Phạm Thị Phách, kiện tướng trên công trình Đại Thủy Đông Bắc Hưng Hải. Bà sinh ra ở làng ven sông Hồng, thuộc xã Hùng Cường, huyện Kim Động, nay thuộc thành phố Hưng Yên. Từ khi còn trẻ, bà Phách cùng người dân trong xã rất hăng hái góp công, góp sức trên đại công trường Thủy Đông Bắc Hưng Hải. Khi ấy, đội thủy lợi xã Hùng Cường mà bà Phách làm đội phó được phong là đội tên lửa luôn dẫn đầu, với năng suất lao động có khi vượt gấp 3 đến 4 lần định mức được giao. Năng suất lắm, cái tuổi trẻ đang phấn khởi lắm. Không những làm ở sông Bắc Hải xong về còn đào sông Điện Biên, đào sông Bắc Hồ, đào sông Trấn Hưng. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nữ đội phó Phạm Thị Phách hai lần được trao tặng huy hiệu Bác Hồ, chiến sĩ thi đua và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1962, nữ thanh niên 22 tuổi Phạm Thị Phách vinh dự được tuyên dương là anh hùng lao động và được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Trong hồi ức của anh hùng Phạm Thị Phách, có lẽ niềm hạnh phúc nhất với bà là 22 lần được gặp Bác Hồ. Đó sẽ mãi là những kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Năm 60 Bác về Hưng Yên thì Bác mới hỏi là cán bộ và nhân dân Hưng Yên có nhất trí cho Bác Hồ tặng huy hiệu lần thứ hai của Bác cho bé Phách không? Thế bấy giờ nhân dân mới Hồ đồng ý. Bác ấy bảo thì là cháu đã làm tốt rồi thì bây giờ về phải làm tốt hơn và học tập quần chúng mà nào. Cái câu học tập quần chúng thì nghĩ là bao trùm tất cả rồi. Còn đây chính là khu lưu niệm Bác Hồ của xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, nơi cách đây hơn 60 năm về trước, Bác đã ghé thăm công trình nạo vét ngòi Triều Dương. Và khi ấy thì cô gái Vũ Thị Tị, ở tuổi đôi mươi, đã tham gia công tác thủy lợi của xã cùng với các cán bộ dân công, đã được gặp Bác Hồ. Năm 1961, bà Vũ Thị Tị tham gia đội thủy lợi của xã, sức trẻ và nhiệt huyết đã giúp người con gái nhỏ bé có thể làm định mức gấp 4 người bình thường. Không chỉ thế, cô gái ấy còn có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất. Chúng tôi là đưa cải tạo xe này, gọng này, cút kít này, thế rồi thì vắt ao này, rồi thì vắt trượt này, rồi cải tạo mai hai lưỡi này, để làm nào đưa cái năng suất lên. Với những thành tích xuất sắc của mình, năm 1967, bà Tị được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, vinh dự là một trong số 30 người được vào phủ chủ tịch gặp Bác Hồ, và món quà vô giá đồng hành cùng nữ anh hùng Vũ Thị Tị suốt những tháng ngày lao động miệt mài cho đến tận hôm nay chính là 3 lần được gặp Bác Hồ. Gặp Bác thì rất là xúc động. Bác nói là Hưng Yên là nghèo đói, làm không đủ ăn, làm đủ. Thế thì bây giờ các cháu làm thủy lợi thế nào đó, có cái năng suất. Bác nói như thế thì quý hóa lắm, nghẹn ngào lắm, nghĩa là thương yêu là Bác lắm. Sự hăng hái của hai nữ anh hùng lao động Phạm Thị Phách, Vũ Thị Tị như ngọn lửa thổi bùng lên ý chí quyết tâm của cán bộ, nhân dân Hưng Yên cùng góp công góp sức cho phong trào thủy lợi với những kết quả đáng mừng. Từ một tỉnh đói nghèo đến đầu những năm 1960, Hưng Yên không những đủ gạo ăn còn thừa thóc. Toàn tỉnh quyết tâm đuổi kịp Trung Nông trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai, được Bác Hồ gửi thư khen và được tặng cờ thưởng luân lưu làm thủy lợi khá nhất. Quá nửa thế kỷ đã trôi qua, hai nữ kiện tướng thủy lợi đều đã cao tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh bên con cháu. Những ký ức về một thời hăng say lao động sẽ mãi là hành trang quý báu để các thế hệ trẻ hôm nay có thêm sức mạnh, niềm tin, phấn đấu cho cuộc sống tươi đẹp và phát triển.